Chào mừng các em đến với bài Dược liệu chứa alkaloid. Mục tiêu chính của bài này là so sánh đặc điểm cấu trúc của ba nhóm alkaloid, nêu các tính chất hóa học đặc trưng, các phương pháp định tính, phân tích, quy trình chiết xuất alkaloid từ dược liệu. Sau đó liệt kê các tác dụng công dụng chính của alkaloid. Đối với phần dược liệu thì mình phải nắm được thành phần hóa học chính, ứng dụng của các dược liệu chứa alkaloid. Alkaloid có nguồn gốc từ các quinone, mà quinone là sản phẩm tạo thành khi oxy hóa các hợp chất có nhân thơm bằng cách chuyển một số chẵn nhóm methylene thành ceton, đồng thời ta sắp xếp các nối đôi trong vòng thành hệ thống liên hợp. Ví dụ như benzen bị oxy hóa chuyển thành parabenzoquinone với hai nhóm ceton nằm đối diện, hoặc là octobenzoquinone với hai nhóm ceton nằm cạnh nhau. Một số ví dụ về hợp chất quinone như aloe, amodine, Blumbagin. Các hợp chất trong tự nhiên có thể được tạo thành bằng cách đính thêm. Các hợp chất trong tự nhiên có thể được tạo thành bằng cách đính thêm vòng thơm vào nhân quinone. Căn cứ vào số vòng thơm đính thêm vào nhân quinone mà người ta xếp thành nhiều kiểu khung. Không có vòng thơm thì mình gọi là benzoquinone. Một vòng benzen thì gọi là naphthoquinone. Và hai vòng benzen thì gọi là anthraquinone. Hôm nay chúng ta sẽ học về anthraquinone. Tên gọi và cách đánh số. Anthraquinone có tên gọi khác là 9,10-diceton anthracene hoặc 9,10-anthracene dione. Trong đó, chữ diceton và dione đều có nghĩa là hai nhóm ceton. Và tên gọi thứ ba là dioxoanthracene. Alkaloid có cấu trúc khung nền là C6, C2, C6. Các em có thể xác định cấu trúc này bằng cách đếm số carbon trong cấu trúc. Vòng bên trái 6 carbon, thế nên gọi là C6, C2, C6. Bởi vì cấu trúc khung nền này đối xứng qua đường thẳng màu đỏ, đếm số carbon nửa bên trái thấy có vòng 6 carbon gắn với 1 carbon, nên cấu trúc khung nền này có thể viết gọn lại thành C6, C1 tất cả 2 lần. Ngoài ra, anthraquinone còn đối xứng qua trục nằm ngang, nghĩa là C1 giống với C4, C2 giống với C3. Khi đánh số, các em có thể đánh từ C1 hoặc C4. Thường sẽ đánh số từ C1. Chúng ta đánh số 2 vòng ở hai bên trước, 1 đến 4, 5 đến 8, rồi sau đó mới đánh số cho vòng ở giữa 9, 10. Alkaloid là một glycoside gọi là alkaloglycoside, viết tắt là AG, được cấu bởi phần không đường là alkaloquinone, viết tắt là AQ, và phần đường. Thuật ngữ alkaloid được dùng để chỉ cả hai dạng alkaloglycoside và alkaloquinone. Sinh phát nguyên. Trong cây, alkaloid được tổng hợp theo hai con đường, tùy theo họ thực vật. Các cây họ Boligonaceae, Sesambiniaceae, Ramnaceae và một số loại nấm địa y có chứa 18-dihydroxyalkaloquinone xuất phát từ các đơn vị acetat. Còn các cây họ Rubiaceae chứa nhóm 12-dihydroxyalkaloquinone có tiền chất là axit sikimic. Trong hóa tổng hợp, người ta oxy hóa các anthracene hoặc tổng hợp từ anhydride phthalic và benzen để tạo thành alkaloquinone đơn giản nhất. Phân nhóm dựa vào vị trí nhóm OH để xác định thành hai nhóm alkaloquinone chính. Nếu hai nhóm OH nằm ở vị trí 1-2 gọi là nhóm phẩm nhuộm, 1-2 dihydroxy alkaloquinone và 1-8 gọi là nhóm nhuận tẩy 1-8 dihydroxy alkaloquinone. Trường hợp thứ 3, hai đơn vị alkaloquinone ngưng tụ với nhau tạo thành nhóm dimer. Ví dụ như các senozid trong cây phan tả diệp. Cây phan tả diệp có tên khoa học là Senna angustifolia, cho nên tên của các alkaloid trong cây người ta gọi là senozid. Nhóm phẩm nhuộm. Hai nhóm OH kế cận ở vị trí alpha và beta, có màu đỏ cam đến tía, thường gặp ở họ Rubiaceae.
Một ví dụ cụ thể của nhóm phẩm nhuộm là axit carminic có gút sống trên nhiều loài xương rồng ở Trung Mỹ. Dạng muối nhôm gọi là đỏ carmin thường được dùng để làm tá dược màu trong bào chế hoặc là trong mỹ phẩm. Chất này được gọi là axit vì có nhóm COOH gắn với phần đường bằng liên kết carbon carbon. Ví dụ thứ hai về nhóm phẩm nhuộm là axit kẹt có nguồn gốc từ sâu Kẹpmococcus ilicus hoặc là Laxifer lacca, được gọi là cánh kiến đỏ, được dùng trong đánh bóng đồ mỹ nghệ. Đây là hai nhóm OH của khung 12-dihydroxyanthraquinone. Đây là nhóm carboxylic của axit carmesic. Có lẽ alizarin là anthraquinone nhóm phẩm nhuộm đơn giản nhất vì chỉ có hai nhóm OH. Có lẽ alizarin là anthraquinone nhóm phẩm nhuộm đơn giản nhất vì chỉ có hai nhóm OH ở vị trí số 1, số 2, không còn nhóm thế nào khác. Alizarin gắn thêm nhóm OH ở vị trí số 4 tạo thành bột purin. Hai chất này có trong cây thiến thảo họ Rubiaceae. Ngoài ra, loại nấm Boletus còn có khả năng đổi màu trong quá trình sinh trưởng là nhờ sự có mặt của anthraquinone tên là boletone. Chúng ta chuyển sang nhóm nhuận tẩy. Nhóm này có trong các dược liệu như đại hoàng, trúc chích, thảo quyết minh. Các dẫn chất chỉ khác nhau ở mức độ oxy hóa ở carbon số 3, thường gắn thêm nhóm CH3, CH2OH, CHO, COOH, cho nên gọi chung là các oximetin anthraquinone, viết tắt O, M, A. Và OMA là tên gọi chung của các anh. Khi ở vị trí C3 là hydro thì OMA gọi là istidine. Là CH3, OMA gọi là chrysophanol. Tên gọi khác của chất này là axit chrysophanic. Là CH2OH gọi là aloe emodin. Có trong cây aloe vera, alo hội, hoặc là COOH thì OMA gọi là rein. Trong 4 OMA này thì rein có tính axit mạnh nhất vì trong cấu trúc có nhóm COOH nên rein phản ứng được với các kiềm yếu như NH3 đến mạnh như NaOH, còn các OMA còn lại chỉ phản ứng được với những kiềm mạnh mà thôi. Khung anthraquinone có thể tồn tại ở dạng oxy chính số 10 là hai nhóm ceton thì anthraquinone đang ở dạng oxy hóa. Dạng này không có tác dụng. Khi một trong hai hoặc cả hai nhóm ceton ở vị trí 9, 10 bị khử tạo thành anron, anthranon, dihydroanthranon gọi là dạng khử. Đây là dạng có tác dụng co thắt cơ trơn. Trong cây có cả dạng oxy hóa và dạng khử. Nếu sử dụng dược liệu tươi, anthraquinone ở dạng khử thì sẽ gây nhiều tác dụng phụ, gây co thắt các cơ quan có cấu tạo cơ trơn như dạ dày, ruột non, tạo cảm giác khó chịu. Nên đối với dược liệu chứa anthraquinone cần phải xử lý hoặc bảo quản 1 năm, chuyển anthraquinone từ dạng khử thành dạng oxy hóa thì mới uống được. Ở dạng kết hợp, anthraquinone gắn với một mạch đường gồm một hoặc hai đơn vị đường. Ít khi gặp hai mạch đường hoặc với một mạch đường gồm một hoặc hai đơn vị đường. Ít khi gặp hai mạch đường hoặc một mạch gồm ba đường. Anthraquinone có thể gắn với đường bằng liên kết O glycosid hoặc C glycosid như bạc-ba-lo-in hoặc hỗn hợp OC glycosid. Nhóm dimer được tạo thành khi hai phân tử anron bị oxy hóa rồi trùng hợp với nhau tạo thành dianron hoặc các dẫn chất dehydrodianron. Khi hai anron này giống nhau gọi là homodianron, đó là senosid AB, hoặc là hai anron khác nhau gọi là heterodianron. Các senosid này chia thành hai cặp đồng phân gọi là senosid AB, nhóm thế R là COOH, và cặp senosid CD, nhóm thế R là CH2OH,
Và hai cặp này khác nhau về vị trí lập thể của hơn 30 họ thực vật khác nhau, chủ yếu là lớp hai lá mầm như Sesambiniaceae, Polygonaceae, Ramnaceae, Rubiaceae. Rất ít khi gặp cây ở lớp một lá mầm chứa anthraquinone. Ví dụ đặc trưng của lớp một lá mầm chứa anthraquinone là cây lô hội. Anthraquinone có trong một số loài sâu như Kẹt Mô Coccus, Ilicus hoặc Laxifer lacca. Màu sắc anthraquinone nhóm phẩm nhuộm có màu đỏ cam đến đỏ tía, nhóm nhuộm tẩy có màu vàng, màu cam, màu đỏ. Tính chất của anthraquinone khi tồn tại dạng acylic anthraquinone dễ tan trong dung môi hữu cơ kém phân cực và đặc biệt là thăng hoa được. Ngược lại, khi tồn tại ở dạng kết hợp, anthraglycoside khó tan trong dung môi kém phân cực và không thăng hoa được. Cả hai dạng đều tan được trong kiềm. Vì trong cấu trúc thăng hoa được. Cả hai dạng đều tan được trong kiềm. Vì trong cấu trúc có nhóm OH phenol tính axit nên phản ứng với kiềm tạo muối dễ tan. Anthraquinone có tính axit. Tính axit yếu nhất là các OH ở vị trí alpha đứng gần ceton, tạo liên kết hydro với nhóm ceton và giảm tính linh động của hydro dẫn đến việc làm giảm tính axit. Khi OH nằm ở vị trí beta không ảnh hưởng bởi nhóm ceton nên có tính axit mạnh hơn. Nhóm thế giúp anthraquinone có tính axit mạnh nhất là nhóm COOH có ở rein. Tính axit khác nhau nên khả năng phản ứng với kiềm của các anthraquinone cũng khác nhau. Các alpha OH chỉ phản ứng được với kiềm mạnh như natri hydroxit. Các beta OH phản ứng được với các chất có tính kiềm mạnh và trung bình như natri hydroxit, natri carbonate và các ngoài tính kiềm, anthraquinone còn có một số tính chất khác như thăng hoa được, phản ứng với magie acetate trong cồn, phản ứng với dung dịch kiềm, phát huỳnh quang tím hoặc đỏ nâu khi chiếu UV 365. Chúng ta xem phần định tính. Phản ứng đặc hiệu của anthraquinone là phản ứng Bondrager. Phản ứng này chỉ xảy ra khi anthraquinone ở dạng tự do và oxy hóa, nghĩa là lúc đó anthraquinone không có gắn với đường và trong cấu trúc vẫn còn hai nhóm ceton. Phản ứng này sử dụng thuốc thử là dung dịch kiềm loãng như là natri hydroxit, kali hydroxit, amoniac. Sản phẩm tạo thành thường là các phenolate có màu đỏ với nhóm nhuận tẩy và hiện tượng này thường gặp nhất và màu xanh tím với nhóm phẩm nhuộm. Phản ứng này được ứng dụng để định tính anthraquinone trong ống nghiệm dùng để phát hiện vết của anthraquinone trên sắt ký lớp mỏng hoặc là phát hiện anthraquinone trên mô thực vật hoặc là mình còn có thể nhỏ lên trên lam có chứa tinh thể anthraquinone. Tiếp theo là quy trình chiết xuất và định tính anthraquinone bằng phản ứng đặc hiệu. Đầu tiên, chiết dược liệu bằng nước axit sulfuric 25%, trong đó axit đóng vai trò thủy phân anthraquinone từ dạng kết hợp thành dạng tự do. Trong quá trình oxy hóa như sắt 3 clorit hoặc H2O2 để chuyển anthraquinone từ dạng khử về dạng oxy hóa. Như vậy, ở bước đầu tiên này các em thấy mình đã chuyển anthraquinone về dạng có thể phản ứng được, đó là dạng tự do và oxy hóa. Sau đó, lắc dịch chiết với các dung môi kém phân cực như ete, chloroform, dichlorometan trong bình lắng dạng. Anthraquinone dạng tự do sẽ phân bố vào lớp dung môi kém phân cực này và chúng ta tách lấy lớp dung môi kém phân cực. Có hai trường hợp, dung môi kém phân cực có tỷ trọng bé hơn 1 là đa số dung môi này nằm ở lớp trên. Cho nên mình sẽ lấy lớp trên. Trường hợp thứ hai, dung môi kém phân cực có tỷ trọng lớn hơn 1. Trong chương trình của chúng ta thì chỉ có chloroform CHCl3. Thì dung môi này nằm ở dưới cho nên mình sẽ lấy lớp dưới trong bình lắng dạng. Cuối cùng, dịch chiết chứa dạng tự do được dùng để làm phản ứng Bondrager. Sử dụng dung dịch natri hydroxit 10%, hiện tượng mình sẽ thấy lớp kiềm có màu đỏ. Như vậy thì lớp kiềm là lớp nằm trên hay nằm dưới. Tương tự như trường hợp hồi nãy là dung môi kém phân cực có tỷ trọng bé hơn 1 thì
dung môi nhẹ nằm trên cho nên lớp kiềm sẽ nằm dưới, lớp dưới có màu đỏ. Và trường hợp thứ hai, dung môi kém phân cực có tỷ trọng nặng hơn nước, dung môi chloroform. Dung môi nặng nằm dưới cho nên lớp kiềm nằm trên và kết quả là lớp trên có màu đỏ. Thử nghiệm vi thăng hoa, anhydride ở dạng tự do có khả năng thăng hoa và tinh thể khi sôi dưới kính hiển vi thì sẽ có hình kim màu vàng. Phản ứng với magie acetate, cơ chế tạo phức chelate, phức tạo thành có màu đỏ đến tía tùy vào nhóm anhydroquinone. Phản ứng xảy ra với điều kiện anhydride phải có OH alpha vì OH này có thể cùng với nhóm OH beta hoặc ceton để tạo phức càng cua với ion kim loại. Phản ứng với pyridine, phản ứng này giúp phân biệt anhydride dạng oxy hóa và dạng khử, trong đó dạng oxy hóa tạo dẫn chất vàng cam, dạng khử tạo dẫn chất màu tím. Định tính anhydride bằng sắt ký lớp mỏng. Các em tham khảo slide, trong đó chú ý dạng tồn tại của anhydride trong mẫu thử phải là dạng tự do và phương pháp phát hiện vết anhydride trên bảng mỏng chúng ta sẽ làm phản ứng Bontrager. Nhúng bảng mỏng vào dung dịch kali hydroxit trong cồn hoặc mê, hơ hơi amoniac. Ngoài ra còn phát hiện vết bằng cách nhúng trong magie acetate trong cồn, nhúng vào thuốc thử pyridine pha trong mê, pin pha trong mê hoặc soi đèn UV. Đây là kết quả sắt ký lớp mỏng của các dược liệu chứa anhydride phát hiện bằng cách soi đèn UV. Tiếp theo là quy trình xác định axit chlorisulfonic, một trong các OMA mà các em đã học ở phần trên. Nhóm thế ở vị trí số 3 là metin, cho nên axit chlorisulfonic là chất có tính axit yếu, chỉ phản ứng được với kiềm mạnh. Quy trình này gồm hai bước: bước 1 loại anhydroquinone có tính axit mạnh, bước 2 xác định axit chlorisulfonic bằng phản ứng Bontrager. Đầu tiên, chiết anhydroquinone dạng tự do bằng benzen, sau đó lắc dịch chiết benzen với ammoniac. Ở những lần lắc đầu tiên thì các anhydroquinone có tính axit phản ứng với ammoniac làm lớp ammoniac có màu đỏ và chúng ta xả bỏ lớp ammoniac và tiếp tục lắc cho đến khi lớp ammoniac không còn màu đỏ, axit chlorisulfonic. Sau đó, lấy lớp benzen phản ứng với natri hydroxit thì thấy lớp kiềm có màu đỏ. Tiếp theo là phần định lượng anhydride. Định lượng bằng phương pháp cân của Diels-Grober. Phần này các em tham khảo slide. Định lượng bằng phương pháp so màu của Altacarb. Chiết anhydride dạng tự do làm phản ứng Bontrager tạo dung dịch màu đỏ, rồi sau đó đem đo độ hấp thu và so với chuẩn Easterzin. Chiết xuất dựa trên nguyên tắc chiết glycosid. Chiết dạng glycosid bằng dung môi phân cực. Còn nếu muốn chiết dạng tự do thì đầu tiên phải chiết dạng glycosid rồi sau đó thủy phân bằng axit sulfuric 25% và lắc với dung môi hữu cơ kém phân cực để chiết lấy dạng tự do. Các phương pháp tinh chế các em tham khảo. Tác dụng và công dụng. Dược liệu chưa được xử lý chứa anhydride dạng oxy hóa và dạng khử, trong đó dạng khử gây đau bụng cho nên chỉ được uống những dược liệu đã qua xử lý. Dược liệu đã xử lý chứa chủ yếu các anhydride dạng oxy hóa, vừa ở dạng tự do và vừa ở dạng kết hợp. Khi thuốc đến ruột non thì dạng tự do bị hấp thu vì có cấu trúc nhỏ gọn. Phần bị hấp thu này gây tác dụng phụ ở những bộ phận khác, cụ thể là bài tiết qua nước tiểu, phản ứng với ammoniac và làm cho nước tiểu có màu đỏ hồng giống như bị tiểu ra máu. Phần anhydride dạng kết hợp oxy hóa không bị hấp ngon, cho nên xuống tới ruột già. Tại đây vi khuẩn ruột già sẽ thủy phân chuyển dạng kết hợp thành dạng tự do, đồng thời vi khuẩn chuyển anhydride từ dạng oxy hóa thành dạng khử và có tác dụng. Cho nên thuốc vào cơ thể có tác dụng chậm vì cần thời gian thủy phân và chuyển từ dạng oxy hóa thành dạng khử. Tác dụng công dụng của anhydride. Anhydride có tác dụng co thắt cơ trơn, cường độ tác dụng phụ thuộc liều. Liều nhỏ có tác dụng trợ tiêu hóa,
Liều vừa giúp nhuận tràng, còn liều cao gây tẩy sổ. Anandamide còn giúp thông mật, thông tiểu và cả chữa sỏi thận. Anandamide như chlorisophanol kháng được nấm, dùng để trị nấm, hắc lào, lang biang, và anandamide giúp kích thích miễn dịch chống ung thư. Anandamide cũng có nhiều tác dụng không mong muốn như gây kích ứng niêm mạc dạ dày, tăng phụ nữ có thai, người đang viêm bàng quang. Anandamide bài tiết qua sữa, cho nên phải cẩn thận với phụ nữ cho con bú. Cuối cùng, anandamide bài tiết qua nước tiểu làm cho nước tiểu có màu hồng. Chúng ta xem một số dược liệu chứa anandamide như hợp pha bá xê, chi sen na, có cây phan tả diệp, muồng trâu. Họ boligonace có cây đại hoàng, hạt thủ ô đỏ. Họ rubiace có ba kích, nhàu. Cây đầu tiên, phan tả diệp, Senna angustifolia. Cái này có bộ phận dùng là lá. Chữ diệp trong tên giúp các em nhớ bộ phận dùng của cây này. Các em tham khảo các đặc điểm về thực vật của cây. Cây phan tả diệp không có ở Việt Nam và nguồn gốc của cây này là ở Ả Rập. Anandamide chính trong cây phan tả diệp là các senozid A, B, C, D. Anandamide chính trong cây phan tả diệp là các senozid A, B, C, D. Và đặc biệt, cây phan tả diệp chứa chất nhựa gây đau bụng. Đây là cấu trúc của các senozid A, B, C, D mà chúng ta đã học ở phần phân nhóm. Phần nghiệm nghiệm, các em tham khảo. Tác dụng, công dụng. Phan tả diệp có tác dụng nhuận tẩy, là thành phần trong các loại trà giảm cân. Và khi sử dụng phan tả diệp cần phải lưu ý. Vì cây chứa chất nhựa gây đau bụng cho nên không chiết bằng cồn cao độ hoặc uống khi nước còn nóng. Vì cồn và nước nóng sẽ hòa tan chất nhựa mà mình phải chiết dược liệu bằng nước sôi, sau đó để cho nước nguội, chất nhựa lắng xuống rồi mới uống phần dịch trong ở phía trên. Các lưu ý còn lại chúng ta đã học ở phần đại cương phía trên. Một số chế phẩm chứa phan tả diệp. 2. Đại hoàng, rề âm, palmatum hay là rề âm, officinale. Thân rễ to, lá mọc thành cụm từ thân rễ, cuốn lá dài, phiến rộng, xẻ 5 đến 7 thùy. Mặt dưới lá có màu đỏ nhạt và có lá kèm. Bộ phận dùng, thân rễ. Đại hoàng chứa thành phần hóa học chính là các anandamide dạng tự do và kết hợp. Và chất làm cho đại hoàng có tác dụng phụ là canxi oxalat và tannin. Phần kiểm nghiệm các em tham khảo. Khi sử dụng đại hoàng cần lưu ý không dùng kéo dài vì tannin tích lũy gây táo bón. Và đại hoàng có nhiều canxi oxalat có thể tạo sỏi. Và tiếp theo, loài hiếm thấy trong lớp một lá mầm có chứa anandamide là lô hội Aloe vera, gọi là lô hội ta, và Aloe ferox, gọi là lô hội sứ. Có thể dùng nhiều bộ phận của lô hội như gel lá, nó có bản chất là carbohydrate và sẽ có tác dụng rõ trên da và niêm mạc. Chất nhựa thì chứa chất mà chúng ta học hôm nay, anhydride và bột lá là cellulose, có tác dụng chữa táo bón. Thu hoạch nhựa lô hội, mình đào một cái hố nhỏ, lót ni lông ở dưới đáy hố và chúng ta xắp lô hội tươi xung quanh miệng hố, sau cho nhựa chảy vào hố. Sau khi nhựa khô sẽ đóng thành. Nhựa lô hội tốt phải tan hoàn toàn trong dung dịch amoniac loãng và cồn 60%. Nhựa lô hội chứa bạc baloin là một C glycosid và các glycosid khác, carbohydrate, vân vân. Các em lưu ý cấu trúc của bạc baloin. Tác dụng của nhựa lô hội giống như anhydride glycosid nói chung, riêng phần carbohydrate được dùng chủ yếu trong mỹ phẩm vì có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chữa bỏng, giúp lên da non, mau lành sẹo. Một số chế phẩm từ nhựa lô hội. Muồng trâu, Senna alata. Bộ phận dùng chính của muồng trâu là lá, giống phan tả diệp. Anandamide chủ yếu là chlorisophanol, là chất kháng nấm. Ngoài tác dụng nhuận tẩy, chữa táo bón, muồng trâu chứa chlorisophanol giúp trị hắc lào, lác,
dùng bằng cách giã nát và đắp phía ngoài. Hà thu âu đỏ, Bulbum multiflorum. Hà thu âu đỏ là một loại dây leo nhỏ có rễ phình thành củ. Chế hà thu âu đỏ bằng cách đào củ, rửa sạch, chẻ miếng rồi củ chân, củ sái với nước đậu đen. Hà thu âu đỏ có tác dụng đặc biệt khác với những andraglycosid mà nãy giờ chúng ta học, đó là bổ máu, chữa râu tóc bạc sớm, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ hay quên. Các em tham khảo cách bào chế hà thu âu đỏ. Hà thu âu đỏ có thể bị giả mạo bằng hà thu âu trắng, sau đó nhuộm màu cho giống nhưng không có tác dụng như hà thu âu đỏ. Cuối cùng là hai dược liệu họ Rubiaceae, cây ba kích hay còn gọi là cây ruột gà. Bộ phận dùng của ba kích là rễ, vỏ, lõi, và phần lõi này chứa chất độc cho nên phải bỏ đi. Có nhiều vân nằm ngang. Ba kích có tác dụng có nhiều vân nằm ngang. Ba kích có tác dụng không giống với các dược liệu nãy giờ chúng ta học mà nó lại giúp chữa cao huyết áp, trợ dương, chữa phong thấp, mạnh gân cốt. Cây nhàu Morinda citrifolia. Bộ phận dùng có chứa andraglycosid là rễ. Andraglycosid chính trong cây là morindin. Các em lưu ý cấu trúc này. Công dụng: rễ và quả nhàu chữa cao huyết áp, còn lá nhàu